vị thần Ấn Độ trong tín ngưỡng Bà La Môn và Hindu giáo. Bài 7, chín thần Garuda, đại bàng kim xí sí điều, con chim thần huyền thoại, là vật cưỡi của thần Vi-Nu. Garuda hay kim xí sí điều, ca câu la là một loài chim thần trong Ấn Độ giáo và ảnh hưởng sang Phật giáo Nam Tông. Trong Ấn Độ giáo, Garuda là một con vật cưỡi của thần Vinu, nó được biểu hình bằng một con chim săn mồi có đầu người, với ba mắt và mỏ đại bàng. Garuda và rắn Naga garuda là anh em họ và kẻ thù của những naga garuda thường được thể hiện đang dùng mỏ xé xác những con rắn và dùng chân có móng sắc nhọn để nát chúng những con rắn bị nó giết chết thường có đầu và nửa thân người thay cho cái đầu của con vật bò sát theo truyền thuyết thì rắn thần naga đã giết chết mẹ của chim thần garuda nên đây là mối thù không đội trời chung hễ gặp rắn là garuda liền xé xác sau này thần vinu đã thu phục được và garuda trở thành vật cưỡi của vị thần này Người Tây Tạng thường tạo cho Garuda một vẻ dữ tợn. trong một số hình ảnh nó tỏ ra bị khuất phục bởi chúa tể địa ngục. Đại bàng Kim Xí Điều vốn có tên là Garuda, là con chim thần trong văn hóa Hindu cuộc chiến đấu giữa chim và rắn là một đề tài quen thuộc ở các tranh tượng thơ châu Á. Người ta thấy ở đấy hình ảnh cuộc đấu tranh của sự sống chống lại cái chết, của cái thiện chống lại cái ác, của những sức mạnh trên trời chống lại sức mạnh âm ti, của tính hai mặt của thần Vienu, vừa giết chết vừa làm sống lại vừa phá hủy vừa xây dựng lại. Có thể nhà phân tâm học có thể phát hiện ở con rắn có đầu người, bị đè nát bởi con mãnh cầm, hình ảnh của vô thức bị bóp nghẹt bởi lý trí hoặc những ham muốn xác thịt bị kìm nén bởi những cấm kỵ về đạo đức. Ngày nay chúng ta thấy hình tượng chim thần Garuda trong những kiến trúc chùa chiền của Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, những con chim Garuda nâng đỡ mái chùa. Hình tượng Garuda cũng chính là chủ thể trên quốc huy vương quốc Thái Lan. Trước khi hóa thành đại bàng kim xí sí điểu, loài chim hộ pháp này đã là thần điểu Garuda trong một tiền kiếp ở sông Hằng và có mặt trên các đền đài, phù điêu bằng đá của người Trăm. Chuyện nổi tiếng nhất về Garuda là đã vô hiệu hóa sức mạnh bạt ngàn của thần gió Vaju. Lúc Vaju dồn hết sức mạnh của mình để nổi trận cuồng phong dữ dội suốt một năm nhằm thổi bay đỉnh núi Mezu, nhưng thần điểu Garuda luôn dùng đôi cánh khổng lồ che cho ngọn núi vô tội ấy, khiến Vaju không làm gì được. Một hôm thừa lúc Garuda bay đi để uống ánh sáng từ thần mặt trời rót xuống, thần gió dồn hết sức thổi bay ngọn me du từ đất liền ra biển, tạo thành đảo Lanka, Sri Lanka ngày nay. Garuda là thần điều thường được vị nu cưỡi trong phù điêu tạc ở nhiều nơi trên vương quốc Champa, như trên phù điêu ở làng ưu điểm nói ở các bài trước. Sau này, Garuda hóa thân thành đại bàng Kim Sý Điều là một trong thiên long bát bộ của nhà Phật. Kim Sý Điều mỗi ngày ăn 500 con rồng nhỏ và một con rồng chúa ăn mãi đến nỗi loài rồng sắp tuyệt chủng vội kéo đến cầu cứu với Phật. Đức Phật gọi Kim Sĩ Điều tới khuyên nhủ nên chấm dứt cuộc đại sát sinh ấy. Kim Sĩ Điều thưa nếu không ăn rồng thì lấy gì mà sống. Phật bảo từ đây hãy ngưng sát hại. Thay vì ăn thịt rồng mỗi ngày, đúng ngọ ta sẽ bảo các đệ tử của ta trước khi ăn cơm sẽ cúng dường cho ngươi. Kim Sĩ Điều đồng ý. Đến nay ở các chùa tại Việt Nam, Trung Quốc theo truyền thống đại thừa và một số nước khác trên thế giới hàng ngày trước khi thọ trai đều lấy vài hạt cơm hoặc đôi ba sợi mì, bỏ vào chén nước nhỏ, đem ra giữa trời khấn rằng, đại bàng kim xí điều, khoáng dã quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, nghĩa là, trước nay xin cúng dường lên đại bàng kim xí điều, đồng thời cấp cơm nước cho quỷ thần ở nơi rừng núi vắng vẻ, hoang dã và cho mẹ con của bà quỷ la sát, để tất thảy đều được hưởng vị cam lồ đầy đủ không thiếu đói, khấn rồi vái ba vái, xong mới vào nhà ăn trưa. Hình ảnh Kim xí Điều sau này chính là Garuda trong thần thoại Ấn Độ cổ đại mà người Trăm ở Việt Nam đã tiếp nhận và điêu khắc. Để biết rõ thêm về đại bàng Kim sí Điều, thiết tưởng cần tham khảo nội dung mà Hòa Thượng Kim Cang Tử và các học giả khác ở Việt Nam đã đưa vào cuốn Từ điển Phật học Hán Việt, rằng Kim xí Điều hai cánh rộng đến 306 vạn dặm khi ăn các vật như rồng, cá, vàng, bạc, châu báu đều tiêu hóa được hết, chỉ trừ có kim cương, kinh cựu hoa nghiêm chép ví như kim xí sí điều bay liệng trên hư không dùng con mắt thành tị quan sát cung điện của đại hải long vương lấy hết sức mạnh của hai cánh rẽ nước biển khiến cho nước tách đôi ra để đi lại tự do trong bất cứ đại dương nào nếu biết được có con trai con gái nào của long vương mệnh đã chết bèn quắp lấy họ trong trước mắt đưa lên khỏi biển một tài liệu khác cũng mô tả sức mạnh của vua kim xí sí điều tức kim sĩ sí điểu vương khi quạt cánh đã phát ra một luồng kinh lực cực mạnh làm mù mắt người và khiến các loài rồng hoảng sợ chạy trốn tán loạn khắp nơi trong ba nghìn thế giới. Khi sinh ra, kim sĩ sí điểu vương phát sáng với hào quang màu vàng chói, khiến các thiên thần phải bịt mắt, có tay chân như người, mặt trắng và cánh màu đỏ rực. Sức mạnh của thần điểu Garuda cũng như của kim sĩ sí điểu vương so với các sinh vật khác giống như sự vững chãi của cây đại thụ nghìn vạn năm so với những loài cỏ dại yếu ớt. Nếu tính bằng con số của người đời này, thì kim sĩ Điều vương thân cao ngót 160.000 km, sải cánh dài 80.000 km, đủ sức kẹp ngọn Himalaya để ném ra khỏi tầm mắt của mặt trời, thần Surya. Nhưng sức mạnh ấy lại xuất phát từ một khoảng không im lặng. Thật vậy, mọi tướng trạng lớn nhỏ trong vũ trụ, từ hạt bụi li đến thân hình cao to khổng lồ của thần Điều Garuda, của kim sĩ Điều vương, được những bản kinh tối cổ của Ấn Độ như Upaniha giải thích qua chuyện kể thâm trầm, như tóm lược dưới đây. Một vị đại sư đưa đệ tử của mình đi thọ giáo 12 năm về kinh Ve Đệ tử ấy học thông thuộc Ve ra rồi trở về đây về kiêu căng. Để giúp anh ta tiêu trừ lòng tự mãn và khai mở trí tuệ cho anh, một hôm vị đại sư kêu anh đến hỏi, cái gì làm nên vũ trụ, hình thành tự ngã của con, cái gì nhỏ hơn hạt cải, hạt kê, nhưng cũng lại lớn hơn trái đất, bầu trời. Anh ta ngẩn người, không trả lời được, vì lâu nay chỉ biết học thuộc kinh sách, chứ chưa biết sống theo những giáo huấn tuyệt vời trong đó. Bấy giờ, Đại sư Ôn Tồn bảo, này, con hãy ra lượm một quả và của cây vả to lớn ngoài sân kia đem vào đây. Xong, Đại sư bảo, con hãy tách quả và ra. Anh bắt đầu bóc vỏ, lại bảo, hãy bóc nữa, con thấy gì trong đó? Thưa, dạ trong đó có các hạt và. Bảo tiếp, con hãy tách một hạt ấy xem có gì anh lại lấy tay tách nhẹ một hạt, và tách mãi cuối cùng bạch sư phụ, thưa thầy, trong lòng của hạt và này là cái mầm, giữa cái mầm tí hon kia là một khoảng không rất nhỏ, nó không có gì hết, nghe xong đại sư dạy, này con, chính cái không có gì hết ấy đã làm nên sự hiện hữu của cây và to lớn kia, con và mọi sinh linh khác cũng vậy, tất cả đều xuất hiện từ cái không có gì hết nghĩa là từ một khoảng không rất nhỏ, khoảng không khiêm tốn, vô hình, nhưng tràn ngập trong cõi đời này và tạo nên nguồn sống, cái ấy chính là con, chính là tự ngã của con chứ không phải kinh sách, văn tự và trí nhớ xuông mà con đang ôm giữ. Giáo huấn trên có thể chiêm nghiệm khi đối diện trước các tượng thờ bằng đá có tạc thần điểu Garuda, thần sấm sét Indra, thần chết Yama, thần hạnh phúc Ganesha. Theo giao hưởng, trong Hindu giáo, Garuda là một vị thần và thường là vật cưỡi của thần vị Garuda được miêu tả có một thân hình tráng kiện, vang rực ánh kim của một người đàn ông với mặt trắng, cánh đỏ, mỏ đại bàng và mũ miệng trên đầu vị thần cổ xưa này thật to lớn, đồ sộ đến nỗi che khuất cả mặt trời. Garuda được biết là kẻ thù truyền kiếp của loài rắn Naga bởi một lời nguyền. Những con rắn cũng là thức ăn riêng biệt của chim đại bàng Ấn Độ, loại chim, trong thực tế, có đặc điểm là ngón chân ngắn. Do đó, hình ảnh Garuda thường được dùng trên bùa hộ mạng để bảo vệ khỏi rắn cắn và chất độc của rắn. Garuda cũng là câu thần chú chống lại nọc độc của rắn và xua đuổi mọi điều xấu xa, quỷ quái. Garuda trong Hindu giáo được xác định trong Upaniha, Gazu do tập học truyện thần kỳ Ấn Độ Pujana, trong đó có một phẩm riêng kể về Garuda, Garuda Pujana. Ở từng tác phẩm cổ xưa đó, Garuda là một câu chuyện độc lập và những tên gọi khác nhau được quy cho Garuda là Chizaza, Gaganevaza, Kamayuha, Kapi, Kagevaza, Nagantaka, Sitanana, Suhahaza, Supana, Ta, Vainateja. Vì kinh Veda nói đến Garuda sớm nhất, dù dưới cái tên Siena, vùng đất nơi con chim to lớn đã mang rượu tiên mật hoa từ thiên đường xuống trái đất. Trong chuyện thần kỳ Ấn Độ, ra đời sau đó, cũng đề cập đến Garuda thực hiện một việc tương tự, nhưng nó được định danh là Siena. Từ tiếng Phạn để chỉ chim đại bàng và Garuda cũng có hành vi tương tự. Một trong những bộ mặt của Zipanka Mukha Hanuman Hanuman năm mặt là Mahavisa Garuda, đó là mặt chỉ về hướng Tây. Việc thờ cúng Garuda được tin là sẽ đẩy lùi mọi ảnh hưởng tác động của chất độc ra khỏi cơ thể. Ở vùng Tamil Vainavi, Garuda và Hanuman đều được biết dưới tôn danh là Pejirathiruvaji và Sijirathiruvaji. Trong thánh thư Hagavagita, CH 10, câu đoạn thơ 30, ở giữa chiến trường Juhetza, Krishna đã giải thích sự có mặt khắp mọi nơi của mình, như là đứa con của Vinata, trong hình thức của Garuda, vua của các loài chìm. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng bao trùm của Garuda. Hình tướng của Garuda thường lấy rắn làm trang sức. Garuda mang rắn Aziseha trên cổ tay trái và rắn Gulika trên cổ tay phải. Rắn Vasuki làm thành sợi dây thiêng cho Garuda. Rắn mang bành Taha ca quấn thành thắt lưng ở hông Garuda. Rắn Kataka được mang như chuỗi hạt. Rắn Tama và Mahapama là những hoa tai. Rắn Hankachuza được trang trí trên mái tóc thần nằm bên sườn Garuda là hai người vợ Juza và Suke ethi hay sukithi đó là tất cả những yếu tố viện dẫn trong Garuda panchahat và Garuda janjaka thuộc phe Garuda với người phối ngẫu Juza và sukithi ở hai bên có lẽ được thờ từ thời xa xưa trong điện thờ somi và ở binjigana vile hay majuzapuri trong tiếng phạn thuộc bang kanataka của ấn độ Garuda Hà được thờ cúng ở Tantra vì Ahi và để bảo vệ chống lại Ahi Chaja. Tuy nhiên, một điều thú vị, Garuda là hình thức của Sankana, vị chúa tể trong suốt quá trình sáng tạo, đã sở đắc những hiểu biết, tức những khía cạnh kiến thức khác nhau của vị chúa tể. Một điểm quan trọng là Garuda biểu trưng cho năm bên trong chúng ta. Jana, Na, Ujana, Samana, Apana qua năm hình thức là Satya, Supana, Garuda, Ta. Vihaga aja, năm và vyu thông qua yoga có thể bị kiểm soát bởi jana jama dẫn đến hành vi nhận thức kunjalini đưa đến những cấp độ nhận thức cao hơn. Garuda đóng vai trò quan trọng trong hóa thân của Krishna. Ở trường hợp đó Krishna và Sahama cưỡi trên Garuda đã giết chết Narakasura. Trong trường hợp khác, thần Hari cưỡi Garuda để cứu con voi mộ đạo Gajendra. Người ta cũng nói rằng cánh chim Garuda khi bay sẽ đọc tụng kinh về già. Garuda trong thần thoại Hindu có nhiều truyền thuyết liên quan đến Garuda, một vài truyền thuyết bắt nguồn từ văn học Bali và Sanskrit. Các tác phẩm văn học phạn ngữ, Sanskrit là Ramayana, Mahabharata và các chuyện cổ tích Ấn Độ và trong Bali, đó là bộ Tam Tạng, Chipitaka. Trong tác phẩm văn học phạn ngữ, Garuda là con của Kapa. Nhiều truyền thuyết nói rằng Kapa là một nhà hiền triết quyền uy, có nhiều vợ nhưng hai người vợ được yêu chuộng nhất là hai chị em Vinata và Kazu. Kazu đã cầu xin Kappa ban cho mình nhiều con, do đó cô đã sinh ra một nghìn con rắn naga. Những con rắn naga này đã chọn cuộc sống ở thế giới bên dưới sâu trong đại dương. Vinata cũng cầu xin chồng ban cho hai người con nhưng có sức mạnh hơn hẳn những đứa con của Kazu. Vinata sinh ra được hai quả trứng. Vinata đã chờ đợi đến 500 năm nhưng quả trứng vẫn không có động tĩnh gì. Mất hết kiên nhẫn và quá tò mò. Vinata đã làm vỡ một trong hai quả trứng để xem cái gì đang diễn ra bên trong. Trong quả trứng là một đứa trẻ đã phát triển phần thân trên nhưng không có chi giới. Biết mẹ là người đã gây nên sự méo mó, dị dạng, đứa trẻ vô cùng giận dữ. Vị này đã thốt ra lời nguyền rủa mẹ Vinata sẽ trở thành người hầu nô lệ cho người chị em Kazu trong suốt 500 năm, rồi bay đi. Cuối cùng vị này trở thành người đánh xe ngựa cho thần mặt trời Surya, mà sau đó được biết đến như là Arjuna, Arun. Quả trứng thứ hai của Vinata 500 năm sau cũng nở và đó là Garuda. Ngay khi nở ra từ trứng, Garuda đã sở hữu một hình thể khổng lồ, khuất lấp cả bầu trời, mỗi cái vỗ cánh khiến quả đất rung lắc dữ dội, một sức mạnh khủng khiếp ngang với đám cháy lớn của vũ trụ, hủy diệt toàn bộ thế giới và kết thúc mọi thời đại. Thậm chí các vị thần còn lẫn lộn ánh sáng rực rỡ phát ra từ thân vàng kim của Garuda với ánh nắng trói trang của mặt trời giống như thần lửa Ani, quá khiếp sợ các vị thần đã cầu xin garuda nghe thấy những lời thỉnh cầu khẩn thiết chim thần đã giảm bớt kích thước và sinh lực của mình lời nguyên rủa của arjuna cuối cùng cũng trở thành sự thật khi vinata và kazu tranh cãi về màu sắc của con ngựa trong quá trình quấy biển sữa tuy mục đích chính của việc quấy biển sữa là để tìm ra thuốc trường sinh amjita vinata tin rằng con ngựa có màu trắng tuyền còn kazu nói rằng nó có màu xám do vậy con ngựa sẽ có vài cọng lông đen Cuộc tranh cãi dữ dội này đi đến việc đánh cuộc kẻ nào thua cuộc sẽ trở thành nô lệ cho người thắng cuộc suốt 500 năm. Con ngựa thực tế có màu trắng tuyền. Kazu biết điều đó, nhưng vì không muốn mình là kẻ thua cuộc nên Kazu đã ra lệnh cho những đứa con Naga của mình đính những cọng lông đèn vào con ngựa để nó có màu xám. Vinata ngây thơ nên thua cuộc, trở thành nô lệ cho Kazu và bị giam cầm ở thế giới bên dưới cùng với những cư dân Naga. Garuda sau đó mới biết được âm mưu xảo trá này, nhưng để giải thoát cho mẹ Garuda đã thỏa thuận với những con rắn Naga là sẽ mang về cho chúng thuốc trường sinh để đổi lấy sự tự do cho mẹ. Garuda đấu với các thần linh thuộc hạ của thần Indra. Garuda quá mạnh mẽ đến nỗi lưỡi tầm xét, vũ khí tối thượng của thần Indra đã bị đập vỡ tung. Bấy giờ thần Vị lại nhảy vào tiếp chiến, bất phân thắng bại. Để kết thúc, thần Vị hứa ban cho Garuda đặc ân bất tử và vị trí cao hơn vị trí các thần khác. Garuda cũng tình nguyện trở thành vật cưỡi cho thần Vienu và lập kế hoạch lừa những con rắn Naga để lấy lại thuốc trường sinh sau khi giải thoát cho mẹ mình. Ân huệ mà Garuda giành được từ thần Indra, một vài truyền thuyết nói rằng là từ thần Vienu là loài rắn Naga sẽ trở thành thức ăn truyền kiếp của Garuda. Do đó, Garuda chụp và giữ chặt những con rắn Naga dưới móng vuốt của mình, mổ vào đuôi Naga để moi ruột và chỉ ăn những con béo mập, vứt xác chúng xuống dưới đại dương sâu thẳm. Trên đây là nội dung câu chuyện thần thoại khá phổ biến về nguồn gốc của Garuda cũng như mối thù truyền kiếp giữa Garuda và loài rắn Naga. Câu chuyện trên có rất nhiều dị bản với những tình tiết thêm thắt hay có phần khác biệt. Quyền đầu của thiên sử thi Mahajata thêm thắt rằng, lúc bấy giờ, thuốc trường sinh Amjita được tìm thấy và thuộc sở hữu của các thần. Thuốc trường sinh đó được bao bọc bởi một vòng tròn lửa lớn bao trùm cả bầu trời cộng với những cánh quạt sắc nhọn như lưỡi dao chặn ở lối vào và hai con rắn độc khổng lồ nằm canh sát bên cạnh lọ thuốc. Biết được ý định của Garuda, các vị thần đã dàn quân để đánh. Garuda đã đánh bại toàn bộ đám đông và giải họ về từ phía. Lấy nước từ các con sông ngậm vào mồm, chim thần đã dập tắt đám lửa bảo vệ của các vị thần và vứt nó đi. Thay đổi kích thước, Garuda truyền qua những cánh quạt của cổ máy giết người. Và cuối cùng, Garuda xé xác hai con rắn bảo vệ khổng lồ, lấy thuốc trường sinh ngậm trong mỏ mà không nuốt chúng lao vào không trung, về với những con rắn đang ham hở chờ đợi. Cuối cùng, Garuda bay đến và đậu xuống phía trước những con rắn đang chờ đợi. Đặt thuốc trường sinh trên cỏ và mẹ Garuda được thả ra. Garuda đã thuyết phục những con rắn cử hành lễ thanh tẩy trước khi uống thuốc trường sinh. Khi bọn rắn hối hả gấp rút thực hiện lễ nghi, thần Indra đã lao xuống và mang thuốc tiên đi mất. Những con rắn trở lại sau lễ tắm gội thấy thuốc trường sinh biến mất nhưng còn rơi rớt vài giọt nhỏ đọng trên cỏ chúng cố gắng liếm lấy liếm để khiến cái lưỡi bị trẻ tách ra làm hai từ đó trở đi những con rắn với chiếc lưỡi trẻ đôi và sự lột da được xem như là một đặc tính của sự trường sinh bất tử dị bản khác lại cho rằng chỉ có thần vinu là có khả năng đánh bại garuda và khi garuda bị khuất phục thần vinu đã nhảy vọt lên trên garuda để phát lời thế quy phục và phục tùng vinu sau đó đã dùng garuda làm vật cưỡi cho mình và ban cho garuda sự bất tử trong các thần thoại hindu sau đó Krishna, hóa thân thứ 8 của thần vị Nu, đã sử dụng Garuda làm vật cưỡi cho thần để đánh bại con rắn Naga to lớn Kaliga. Ở Thái Lan, các bản dịch cũng coi rút Garuda như là phương tiện chuyên trở cho thần vị Nu và công cuộc tìm kiếm thuốc trường sinh Amjita được dựa trên nền tảng truyền thuyết Ấn Độ. Câu chuyện kể rằng Garuda đã đánh bại mọi sinh vật trên trời để giành lấy thuốc trường sinh Amjita. Đó là thần dược được bảo vệ nghiêm ngặt mà không ai có thể lấy được chúng kể cả Nazai. Vinu ngoại trừ Garuda. Cuối cùng, một thỏa thuận được thực hiện để giải quyết mọi thù hiểm. Khi Nazai ở trong cung điện trên trời cao của mình, Garuda sẽ có địa vị cao hơn trên đỉnh cột phía trên cung điện Nazai. Tuy nhiên, khi Nazai muốn đi du ngoạn đây đó, Garuda phải phụng sự chuyên trở cho Nazai. Từ đó, Garuda được liên kết với các vị thần và là vật cưỡi đáng tin cậy của Vinu, cũng như sự thù địch không thể nguôi được. Garuda luôn bắt lấy những con rắn một khi có dịp. Theo Mahahazata, Garuda có sáu người con có nguồn gốc từ loài chim. Những thành viên của loài này có một sức mạnh to lớn mà không có chút lòng chắc ẩn với loài rắn. Vị Nu là người bảo hộ, che chở cho chim thần. Hai. Trong suốt Mahahazata, Garuda được viện dẫn như là biểu tượng cho sức mạnh dữ dội, cho tốc độ và sự dũng cảm, tinh thần thượng võ. Những chiến binh hùng mạnh tiến lên một cách nhanh chóng và dũng mạnh trước kẻ thù giống như Garuda lao bổ xuống những con rắn. Ba những chiến binh bại trận giống như những con rắn bị đập bổ bởi Garuda. 4. Nguyên soái Jona đã hình thành quân đội theo tên Garuda. 5. Krishna thậm chí mang hình tượng Garuda trên ngọn cờ hiệu của mình. 6. Các tình tiết liên quan đến Garuda đặc biệt phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Thông qua các dị bản của sử thi Jamajana Bralak, Bralam, Lào, Jimke, Khmer, Jamakien, Thái Lan cũng như các di bản khác ở Indonesia, Malaysia. Ở đó, Garuda được biết đến nhiều nhất là trận chiến của nó chống lại chúa Trần Javana, Cờ Rông Diếp, Khơ To to Thái Lan. Trong dị bản Thái Lan của sử thi gia Majana là Ramakien có đề cập đến con chim lớn Sajaju là con trai của Garuda. Nó có một người anh em, cũng là một con chim khổng lồ là Nóc Ba Te E. Trong chuyện kể, Sajaju là một con chim lớn với thân màu xanh lục. Một ngày nọ, con chim đã chứng kiến cảnh To Sakan. Javana, nhân vật phản diện chính của chuyện bắt cóc nàng Sita, Sita vợ của hoàng tử Rama, chim đã đánh nhau một cách dũng cảm với to Sakan, tên khổng lồ không thể nào đánh bại Sazaju. Nhưng chim Sazaju đã mắc một sai lầm khi đột nhiên nói rằng, ta không sợ bất cứ thứ gì ngoài thần Siva, thần Vinu và chiếc nhẫn của nàng Sita. Chúa chẳng nghe thấy điều đó và nhận ra điểm yếu của chim, hắn lập tức tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay nàng Sita và ném vào Sazaju một cánh của sajaju bị nát tan và chú Trần cắp lấy nàng sita mang đi tuy bị đánh bại và trọng thương sajaju vẫn cố gắng mang chiếc nhẫn đến trình báo với hoàng tử rama trước khi nín thở tự vẫn vì nỗi ô nhục bại trận hình tượng chim sajaju được thể hiện trong điêu khắc hội họa các đền chùa cung điện cũng như các loại hình nghệ thuật biểu diễn và các thể loại sân khấu truyền thống của các nước đông nam á đặc biệt là hình thức sân khấu mặt nạ và mùa dối bóng Bên cạnh đó cũng có câu chuyện về chim Sungpatee, một người con của Garuda và là người anh lớn của Nazajaru. Tương tự về hình dáng với du nhưng thân màu đỏ thay vì xanh lục, Sungpatee là một con chim luôn nghĩ đến người khác bởi hành động dũng cảm của mình. Câu chuyện xảy ra khi Sungpatee và người em Sajaru sống ở trên núi Usakan. Sajaru vì còn trẻ và ngây thơ nên đã mắc sai lầm khi tưởng mặt trời sáng rực kia là trái cây và cố để ăn nó. Thần mặt trời vô cùng giận dữ đã cố gắng thiêu cháy con chim bằng cách phóng ra những tia sáng chết người. Sum -ba -te e thấy em mình bị trừng phạt bởi thần mặt trời nên đã lấy thân mình che chắn bảo vệ cho em khỏi những tia nắng bỏng rát, sắc nhọn. Sức nóng của nó khiến lông Sum -ba -te e rơi rụng, vẫn còn tức giận. Thần mặt trời đã buông lời nguyền rủa khiến Sum -ba -te e vẫn mãi trụi lông và đầy tới hang động He Ma Te e. Chỉ đến khi quân đội của hoàng tử Rama mang chiếc nhẫn của nàng Sita tới, lời nguyền rủa mới hết hiệu lực. Garuda trong tín niệm Phật giáo. Garuda, phiên âm Hán Việt là Kalola Điều hay la Phạn Garuda, Bali, Gazula, loài thần điều có cánh vàng, Hán Dịch, Thực Thổ Bi Khổ Thanh, Kim Xí Điều, Diệu Xí Điều, Phạn Supani, Hán Âm, Tô Bát Lạc Ni vì có cặp cánh rất đẹp, hay còn gọi, Gia Lâu La Điều, Ca Lưu La Điều, già Lâu là Điều, Yết Lộ Trà Điều. 7. Đây là một loại chim diều hâu trong thần thoại Ấn Độ được thiêng hóa. Thần to lớn và hung dữ, là loại chim của thần vi nụ cỡi. Tương truyền lúc chim này sinh ra, thân phát ra ánh sáng chói lọi, chư thiên lầm tưởng là hỏa thiên nên kéo nhau đến lễ bái. Về hình tướng, theo kinh Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ Bảy, kim sĩ điều chúa thân cao 160.000 km, mỗi cánh dài 80.000 km, pháp hoa văn cú, loài kim sĩ điều có cặp cánh màu vàng ròng ở trên những cây đại thọ trong bốn đại châu loài rồng hay chư long vương rất sợ loài kim xí điều, cặp cánh của thần chim ấy khi xảy ra mà bay đi, thì choán 336 vạn dặm. Về thần lực, kinh Niết Bàn cho rằng loài kim xí điểu, hệ ăn vào các vật như rồng, cá, vàng bạc và các loại châu báu, thì các vật ấy tiêu hóa hết, chỉ trừ có chất kim càng. Theo kinh luật dị tướng 48, chim này quạt cánh phát ra luồng gió có thể làm mù mắt người. Người ta nói rằng khi Garuda vỗ cánh sẽ tạo ra các trận cuồng phong làm u ám bầu trời và thổi đổ những ngôi nhà. Con người quá nhỏ bé khi so sánh với Garuda và con người có thể ẩn nấp trong bộ lông chim Garuda mà không ai có thể biết được. Kakatiza chuyện số 327. Garuda cũng có khả năng bứng toàn bộ cây đa kể cả rễ và mang chúng đi. Về phân loại, loài kim xí điểu, Kalola có hai hạng, một hạng độc ác, hại phá các thú, chim, cá nhất là ưa sát hại loài rồng, long, hai hạng tu hành, mộ nghe chánh pháp, ủng hộ những nhà chân tu đại thừa. Hạng này là một bộ trong bát bộ chúng thường hiện đến nghe Phật thuyết kinh đại thừa. 8. Ngoài ra, kinh trường A Hàm 19 cho rằng kim xí đều có bốn loại, nõn xanh, từ trứng xanh ra, thai xanh, xanh từ bào thai, thấp xanh, xanh từ nơi ẩm ướt và hóa xanh, do biến hóa mà xanh ra. Kim xí đều thuộc nõn xanh, có thể ăn được cả loại rồng nõn xanh, Kim sĩ điểu thai xanh có thể ăn loài rồng thai xanh và noãn xanh. Kim sĩ điểu thấp xanh có thể ăn loài rồng thấp xanh, noãn xanh và thai xanh. Kim sĩ điểu hóa xanh có thể ăn loài rồng hóa xanh và các loài rồng khác. Về mối thù truyền kiếp với Naga, theo kinh quán Phật Tam Muội Hải Một, chim này do nghiệp báo nên ăn được các loài rồng. Trong khoảng một ngày ở cõi Diêm Phù Đề có thể ăn một con rồng chúa và 500 rồng nhỏ. Những con Garuda xa xưa kia vô chụp các Naga và túm lấy đầu chúng. Loài Naga đã biết được điều đó nên chúng đã nuốt những hòn đá lớn khiến chúng trở nên nặng nề khi Garuda mang đi. Điều này sẽ khiến Garuda chết vì sự kiệt sức hay mệt lực. Khi bí mật này được nhà tu hành khổ hạnh Kazambija tiết lộ cho một con chim Garuda, họ đã dạy chúng cách tóm lấy Naga bằng đuôi và ép chúng nôn ra những viên đá. Panza Jataka, chuyện số 518. Để hạn chế tính sát xanh của Garuda, trong Mahasamiyatta Sutta thuật lại việc Đức Phật giải hòa tạm thời giữa Naga và Garuda. Theo các kinh đại thừa thì loài chim này được liệt vào một trong tám đại bộ chúng, cùng với trời, rồng, Atula, tất cả được xếp dưới tòa trong hội thuyết pháp của Phật, và Garuda là một trong số những sinh vật được xa ra chỉ định canh gác núi Sumeru và trời cha ra chim xa khỏi sự tấn công của các Asura. Thêm vào đó, chúng ta còn thấy kinh tạng Phật giáo đề cập đến kim sĩ sí Điểu vương, chín để chỉ vua loài kim sĩ điều cũng gọi âm theo phạn ca lâu la vương và kim sĩ điều vương cũng là tiếng dùng xưng tặng đức phật ví dụ người ta xưng phật là kim sĩ điều vương ngưu vương tượng vương thời phật giảng kinh diệu pháp liên hoa có bốn vị kim sĩ điều vương ca lâu la vương dựng nghe mỗi vị dắt theo rất nhiều quyến thuộc trong loài kim sĩ điều đó là bốn vị kim sĩ điều vương một vị vua garuda đầy quyền năng và đức hạnh hai vị vua garuda có cơ thể to lớn ba vị vua Garuda toàn năng và bốn vị vua Garuda thỏa nguyện, có một trăm ngàn thuộc hạ hộ tống theo hầu. Loài Garuda có các vị vua và vương quốc riêng của chúng, và một vài Garuda có thể biến hóa thành người khi nó muốn quan hệ, giao thiệp với con người. Trong một vài trường hợp, các vị vua Garuda có những mơ mộng, lãng mạn với nữ giới trong hình dạng con người. Chúng ngụ ở các khu rừng nhỏ của Sim Bali hay những cây bông gòn. Trong kinh Niết Bàn, quyển 38, có câu, từ xưa đến nay, chưa ai nghe thấy rằng bậc kim xí sí điểu vương lại đi tranh với chim quạ tức như bậc đại nhân chẳng thèm hại kẻ tiểu nhân điều này cho thấy kim xí sí điểu vương là vị nhất bậc tôn kính trong mật giáo thì ca lâu la là hóa thân của phạm thiên tý nữ thiên đại tự tại thiên có chỗ cho là hóa thân của Bồ tát văn thù sư lợi thuộc hướng nam của kim cang bộ ngoại viện mandala thài tạng giới mặt khác mật giáo cũng đề cập đến ca lâu la pháp còn gọi ca lâu la đại pháp trong pháp tu của mật giáo Việc thờ ca lâu la vương, kim sĩ điều làm bản tôn, là bí pháp tu hành để trừ bệnh hoạn, ngăn gió mưa, tránh sấm dữ. Theo kinh ca lâu la và chư thiên mật ngôn, người tu pháp môn này có thể qua lại tự tại trong các cõi trời, người, những người oán ghét và quỷ thần đều không dám lại gần. Pháp này còn là pháp thành tựu hơn hết trong các pháp. Theo ca lâu la pháp trừ quỷ trong giác thiền sao, thì tu pháp này có thể được những công đức như lợi ích trong thời mặt pháp, chóng linh nghiệm thành tựu được ngọc báu trong tâm của tất cả loài chim chố quý, người tu hành được của báu ở Long Cung, được cam lộ trên cõi trời, được Long Vương đến và tôn mưa tuyết xuống, tránh khỏi được nạn rắn rít, làm tan dã quân trận, hàng phục quan gia, được người yêu kính, trừ được bệnh hoạn, gọi được người ở xa, tiêu được những loại cá. Thêm đó, chúng ta còn thấy có kim xí điều ấn, 10, còn được gọi là kim xí điều vương ấn, hai ngón cái giao nhau, hai bàn tay xòe ra như đôi cánh kết thành hình kim xí điều, chim cánh vàng động ba lần, như dạng đang bay. Đây là một trong các thủ ấn Phật giáo. Tín niệm Garuda ở một số quốc gia Phật giáo, từ tiếng Phạn Garuda được vay mượn và biến đổi trong ngôn ngữ một vài quốc gia. Ở Miến Điện, Garuda được gọi là Galone. Trong thuật chiêm tinh Miến Điện, phương tiện di chuyển của hành tinh chủ nhật là Galone. Ở Thái Lan, Garuda được gọi là Rút. Ở Indonesia là Buzung Garuda với nghĩa chim Garuda chim đại bàng. Trong ngôn ngữ Kapampangan của Philippines, từ bản địa để chỉ chim đại bàng là Garuda. Ở Mông Cổ, Garuda được gọi là Khan Garuda hay Khangazi. Garuda Khangazi, biểu tượng của thủ đô Mông Cổ, Ulan To. Theo tín ngưỡng phổ biến của người Mông Cổ, Khangazi là thần linh của dãy núi Bo Khan Uul, người đã trở thành môn đệ trung thành của Đức Phật. Ngày nay, được xem như là người canh gác bảo hộ dãy núi và là một biểu tượng của sự can đảm và chân thật. Ngoài ra, Trước và sau mỗi vòng đấu vật, những đô vật người Mông Cổ biểu diễn lễ nghi Garuda, một sự cách điệu mô phỏng kha nga di và một con chim ưng diều hầu. Tên Trung Hoa của Garuda là loài chim bằng khổng lồ, một loài chim thần thoại, vị vua của loài chim với đôi cánh vàng rực lấp lánh. Chúng được biết có khả năng tăng giảm kích cỡ to hay nhỏ, lớn hay bé, xuất hiện hay biến mất. Đôi cánh mở rộng 330 iozana, một iozana dài khoảng 40 dặm, với một cái đập bộ cánh. Chim bằng có thể làm khô cạn nước biển để ngấu nghiến những con rồng nơi đáy biển sâu kia. Với một cái vỗ cánh khác, nó có thể phá sập núi, Nhấn núi chìm sâu vào lòng đại dương. Ở Nhật Bản, Garuda được gọi là Kazuza. 11. Kazuza là một sinh vật thiêng liêng có thân người, đầu chim trong Phật thoại Hindu Nhật Bản. Kazuza, tên gọi được phiên âm từ Garuda, phạn Garuda, Bali, Gazula, dựa trên các bản dịch Phật giáo Nhật Bản. Một sinh vật tương tự xét theo tên gọi là di cho, chim cánh vàng gốc từ tiếng Phạn, Supana, Kazuza được xác tín là một sinh vật khổng lồ, thở ra lửa, ăn rồng rắn, Garuda là tai ương nghiệp chướng của loài Naga, chỉ duy nhất một con rồng có một lá bộ phủ của Đức Phật, hay một kẻ cải đạo chuyên tâm nghe Đức Phật thuyết Pháp mới có thể tránh được những tổn hại từ Kazuza. Humi Sen núi Mezu được cho là nơi cư ngụ của Kazuza. Kazuza là một trong những sinh vật bị thay đổi tín niệm khởi nguyên và biến thành hình thức người vật giữ của, canh gác gọi là Hachibuhu, chư thiên của bát bộ chúng. Phổ biến hơn là Kazuza được thể hiện như là một sinh vật có cánh với thân người và đầu chim, như trong Kim Cương Viện, Công Gô Bui, bộ phận thuộc trung tâm Mandala, Tai Do Kai Mandara và những mô tả bằng tranh trong kinh văn và tranh giấy cuộn. Một ngoại lệ là tượng Kazuza ở điện thờ huji Nara một trong tám tượng chư thiên hiện diện trong lễ khai thị, tổ chức vào năm Ten Pi O sau công nguyên. Kazuza được mô tả mặc kiểu áo giáp đời nhà đường và do đó không có cánh. Về hình tướng, Kazuza có thể bị nhầm lẫn với hu hay chim phượng hoàng. Mặt nạ Kazuza là một loại mặt nạ có đặc điểm cổ xưa được các nghệ sĩ múa sử dụng trong vũ điệu Giga cổ xưa của Nhật Bản. Trong nghệ thuật tạo hình Phật tượng, những vầng hào quang biết đến với tên gọi ngọn ánh lửa Kazuza là đặc trưng tiêu biểu được trang trí ở phía sau tượng Fuzomi ở bất động minh vương. Và mặt khác, Kazuza cũng được cho là nguyên mẫu của thuật vẽ họa Tengu hay Kazasu Tengu. Ở Tây Tạng, Garuda được gọi là Hai Kha 12. Ở đây Garuda Ấn Độ khá tương đồng với Bon Po Kha -Dinh. Tây Tạng, Kha chim đại bàng vàng kim có sừng, vua của môn loài chim và chim bon của lửa. Garuda được tin rằng có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển giao do chen của truyền thống Ma và Bon. Trong truyền thống Ma, Garuda là hiện thân phẫn nộ tướng của Đức Liên Hoa Sinh, Pama Samhava và trong Te Ma, Tây Tạ, Tema Ma hay truyền thống chôn giấu châu báu. Garuda được tôn kính như là người canh gác bảo vệ kho báu. Như là một vị thần, Garuda được nối kết một cách mạnh mẽ với chấp kim cương thần, Vajapani và, và mã đầu quan âm Hajajira bộ ba diệu pháp hay rèn luyện pháp môn của ba vị thần đó sẽ đẩy lùi mọi trở ngại và bệnh tật đặc biệt là những tai họa do rắn gây ra cũng như đau thận dịch bệnh và ung thư trong luyện tập thực tiễn có nhiều thể thức khác nhau của garuda được hình dung tương ứng với từng phần khác nhau của cơ thể một nhóm năm garuda tương ứng với năm màu nguyên tố hiểu biết và đặc trưng của năm vị phật vàng đất trắng nước đỏ lửa đen không khí xanh hay đa sắc không trùng Garuda đa sắc có màu vàng dưới eo, đất trắng từ hông đến rốn, nước, đỏ từ rốn đến cổ họng, lửa, đen từ cằm đến chán, không khí, xanh dương hài lục trên đỉnh đầu, sự hiểu biết. Lông cánh của Garuda đa sắc này có năm màu, như ánh sáng của cầu vồng tỏa ra mười hướng, biểu trưng cho các nguyên tố của không khí. Thỉnh thoảng lông ở đầu cánh được bịt va ra, Garuda có hai hoặc ba mắt, luôn vàng rực ánh kim. Garuda là vật cưỡi của Amosihi. Phật bất không thành tựu sanh của phương Bắc, chúa tể của nghiệp chướng hay những tác động ảnh hưởng của gia đình. Garuda trong Phật thoại, theo ghi chép trong kinh Phật, Garuda được Phật giáo thu nạp, trở thành một trong tám bộ chúng hộ Pháp. Sau đây là một trong những truyền thuyết cho thấy rõ sự thu nạp cả hai linh vật đối địch là Naga và Garuda về với Phật giáo, hộ trì cho Phật Pháp. Trong kinh Phật có ghi rằng, Garuda là một loài đại bàng cực lớn, với sải cánh hàng nghìn thậm chí hàng vạn dặm, chuyên ăn thịt rồng. Khi Garuda vẫy đôi cánh lớn về phía biển, nước biển lập tức rẽ làm đôi, đáy biển lộ ra, loài rồng đang núp dưới đáy biển sẽ bị Garuda dùng chiếc mỏ kim cương bắt lấy ăn thịt. Mỗi ngày Garuda phải ăn thịt một con rồng lớn, tức Long Vương và 500 con rồng nhỏ, tức con cháu của Long Vương. Do Garuda tàn sát loài rồng quá mạnh, đã khiến Long Vương vô cùng kinh hoàng, bèn cầu xin Phật đà cứu giúp tộc rồng. Đức Phật bèn lệnh cho Long Vương thống lĩnh cả gia tộc rồng tiếp nhận bát quan trai giới và ban cho Long Vương một tấm cà sa cũ, dặn Long Vương xé ra phát cho mỗi rồng cháu rồng con một giải buộc lên trên sừng. Long Vương làm y theo lời dặn của Phật Đà. Quả nhiên từ đó về sau, Garuda không còn bắt rồng ăn thịt nữa. Long Vương sinh lòng đại hoan hỷ, bèn quy y cửa Phật và trở thành thần hộ Pháp của Phật giáo. Tuy rằng tộc rồng đã được bảo vệ, nhưng Garuda không ăn thịt được rồng trở nên đói khát, bèn tìm đến Phật Đà biện bạch. Đức Phật bèn nói rằng, Ngươi ăn thịt rồng là tạo nghiệp sát sinh, kiếp sau sẽ gặp quả báo. Nếu như ngươi biết Quy y Tam Bảo, trì thủ ngũ giới, ta sẽ căn dặn đệ tử Tam Bảo hàng ngày cho ngươi một bữa cơm chay trong khi cúng Phật, ngươi ăn tự nhiên sẽ thấy no, như vậy không cần phải tìm rồng ăn thịt nữa. Garuda nghe lời, bèn quy y Tam Bảo, tiếp nhận ngũ giới, trở thành thần hộ pháp của Phật giáo. Trong mật tông, giáo pháp thần tài Garuda ngoài tác dụng xua đuổi bệnh tật, điều hòa gió mưa, tránh sấm sét Thêm vào đó, theo những ghi chép trong giáo pháp Garuda, tu chỉ pháp môn này sẽ có các công đức như nhận được báu vật long cung, được mưa cam lồ, nạp tài tiến bảo, cầu mưa, gọi rồng, hàng phục rắn rết, xua đuổi bệnh tật. Cho nên, Garuda đã trở thành vị thần tài ứng nghiệm trong mật giáo. Như vậy, tín niệm và thần thoại về Garuda khởi phát từ Hindu, về sau hội nhập vào Phật giáo ít nhiều có sự chuyển biến cho phù hợp với giáo pháp nhà Phật câu chuyện thần thoại hindu về garuda naga thể hiện một sự thù hằn dai dẳng hay đó cũng là biểu trưng cho hình ảnh lẽ phải luôn chiến thắng mọi điều sai trái như garuda chế ngự naga còn trong phật thoại garuda được nhìn dưới cái nhìn vị tha hơn xóa bỏ mọi hận thù vô số tác phẩm nghệ thuật tạo hình garuda cũng là một kho tàng hết sức đa dạng do cách hiểu riêng cộng với sự tích hợp các tín niệm bản xứ vào garuda nên mỗi cộng đồng dân cư ở từng quốc gia phật giáo lại tạo tác nên các hình tướng độc đáo tạo nên một tập thành vô cùng đa dạng về hình dạng và phong cách. Đề tài hấp dẫn này, chúng ta sẽ đề cập vào dịp khác. Nguồn Huỳnh Thanh Bình Mười thần khỉ Hanuman được coi là thần sức mạnh và thần trung thành. Hanuman là một nhân vật trong thần thoại Hindu được kể lại trong sử thi Ramayana. Trong sử thi, Hanuman đã giúp đỡ cho người anh hùng Rama trong cuộc chiến chống lại vua quỷ Ravana. Thần khỉ Hanuman là nhân vật trung tâm trong hai bộ sử thi vĩ đại và lừng danh của Ấn Độ là Ramayana và Mahabharata. Hanuman theo sử thi Ấn Độ, các đền thờ khắp nước Ấn Độ đều có hình ảnh Hanuman, vị thần khỉ nổi tiếng với vũ khí là quả trì, Gaza, biểu tượng của lòng dũng cảm. Thần rất sùng bái người bạn của mình là Rama, vị vua anh hùng được kể trong sử thi Ramayana và cũng được Rama thương yêu nhất, nên có khi người ta vẽ Hanuman với hình Rama xăm trên ngực. Rama được coi là hóa thân của Vinu, là đấng bảo tồn trong quan niệm chi muti của ấn giáo. Trong cuộc chiến đấu giữa vua Rama anh hùng và quỷ Javana, thì Hanuman là người phụng sự vua đắc lực nhất, trung thành với vua nhất. Thần thoại Ấn Độ qua mấy ngàn năm không ngừng truyền tụng các kỳ tích của Hanuman, để rồi Hanuman sớm trở thành một hình ảnh quen thuộc, phổ biến của mỹ thuật Ấn giáo. Tất cả những điều ấy đã hàng bao thế kỷ củng cố đức tin của người Ấn Độ rằng sung kính thờ phụng Hanuman thì chắc chắn sẽ được Hanuman phù hộ khỏi tà ma quỷ phá. Ngày thứ ba hàng tuần là ngày vía của Hanuman, và hàng triệu tín đồ Ấn giáo đều dâng lễ cầu nguyện thần kỳ phù hộ cho họ được khỏe mạnh, sung túc. Trên sân khấu vũ kịch mặt nạ khon truyền thống của Thái Lan, Hanuman từ lâu đã trở thành nhân vật quen thuộc đến độ dù thần khi được thể hiện qua bất kỳ hình thức mặt nạ nào thì trẻ em Thái Lan vẫn có thể dễ dàng nhận diện ngay nhân vật chúng hâm mộ. Thực vậy, các nghệ nhân, nghệ sĩ Thái đã khai thác một cách đầy hứng khởi những thân tích của Hanuman căn cứ theo Jama Kien, tức là bản tiếng Thái của sử thi Jama Thật ra còn có các loại mặt nạ khác để diễn viên đóng vai Hanuman trên sân khấu khon. Mỗi loại mặt nạ tương ứng với từng hồi của vở sử thi Jama Kien. Một bộ sưu tập tư nhân đã có 6 mặt nạ được mô phỏng theo các mặt nạ trên sân khấu khon. Qua đó, người ta có thể thấy được tay nghề tinh xảo của nghệ nhân Thái Lan. Tất cả 6 mặt nạ này đều do hai bàn tay khéo léo của một nghệ nhân duy nhất sáng tạo nên, và gồm 6 kiểu sau đây. 1. Hanuman, chiến sĩ. 2. Hanuman, toàn năng. 3. Hanuman, thiếu niên. 4. Hanuman, thái tử. 5. Hanuman, nhà vua. 6. Hanuman, ẩn sĩ. Nguồn HTTP: vì Wikipedia o, là con khỉ trung thành phụ giúp Brahma trong cuộc tìm kiếm nàng Sita. Hanuman được tôn thờ khá phổ biến đối với những người Ấn giáo thuộc Nam Á châu. Trong Ramayana có kể về chuyện Hanuman trở thành khỉ chúa và dẫn đàn khỉ đi tìm ở khắp Ấn Độ khi nàng Sita bị bắt cóc. Sau cùng nó đã tìm thấy nàng trong một khu rừng của quỷ vương Ravana ở Tích Lan. Qua bao cuộc chiến đấu và mưu mô, Hanuman đã cứu được công chúa Sita cho chủ mình. Bất cứ thân tướng gì mà Hanuman hiện ra, người ta đều dễ dàng nhận được vì Hanuman thường được tô điểm với màu đỏ. Hanuman là vị thần khỉ nổi tiếng trong sử thi ra jana được miêu tả là có thân người, mặt khỉ và một chiếc đuôi dài. Có rất nhiều đền thờ Hanuman ở khắp đất nước Ấn Độ. Hanuman là thần khỉ. Theo truyền thuyết Ấn giáo, Hanuman là thuộc hạ thân tín và một lòng một dạ của Rama, một nhân vật chính trong truyện truyền kỳ Ramayana. Có truyền thuyết cho thần là con của Shiva. Thần nọc lửa pillar of fire có truyền thuyết lại là con của Vaju, thần gió vì thế được cho là vị thần bay nhanh như gió theo biến âm vb vai bay bay liên hệ với gió gió bay về tên hanuman theo nguồn gốc dựa vào phạn ngữ thì hanu là hàm D -A -V -K -H -A n hanu ruột thịt với việt ngữ hàm và man có nghĩa là méo mó hanuman là người có hàm méo mó theo nguồn gốc dựa vào ngôn ngữ Nam Ấn thì tiền Javizian ngữ Hanuman là Anamendi có nghĩa là con khỉ đực. Anamendi phản hóa thành Hanuman. Theo truyền thuyết thì Hanuman hồi nhỏ là một con khỉ con tưởng mặt trời là một trái xoài chín nên đánh nhau với thần Jahu, một vị thần hành tinh có nhiệm vụ tạo ra nhật thực. Hanuma cướp lấy mặt trời. Jahu báo cáo với thần trời Indra nên Indra tức giận dùng búa thiên lôi ném làm vỡ hàm của Hanuman vì thế mới có tên là bị hàm méo. Cha của Hanuman là thần gió tức giận bèn thâu tóm hết không khí nhốt lại khiến cho vạn vật, muôn sinh ngộp thở. Vì thế Indra phải chịu nhường nhịn, rút lấy búa thiên lôi ra và Hanuman hồi sinh lại. Truyền thuyết này cho thấy hai nghĩa của Hanuman đều có lý. Bộ linh phù hộ thân của Hanuman dưới đây là bộ linh phù hộ thân của thần khí Hanuman. Bộ linh phù này có trên 50 dạng biến hóa khác nhau. Người ta có thể xăm vào người, vẽ vào áo lót hộ thân, hoặc vẽ lên vải để chấn nhà, để thờ phù chú về Hanuman ban đầu nhìn cũng khá phức tạp, nhưng nếu nghiên cứu kỹ, ta sẽ thấy chỉ có một vài quy tắc cơ bản mà thôi. Bốn bức vẽ sau đây là những dạng thức đơn giản nhất, công năng chính là để hộ thân. Thần chú hộ mạng khi gặp chuyện xảy ra, ẩu đà, đao kiếm, súng đạn, săn tăn sô tăn bằn, chắc khú tế lứt đinh rớt một nhìn, mảnh khênh mảnh khênh. Những hình tướng khác nhau của thần khỉ phù hợp với từng giai đoạn luyện phép và dành riêng cho từng ngành nghề trong cuộc sống. Các hình tướng sau có thể xăm vào người hoặc in vào vải. Pháp sư vừa xăm vừa đọc kinh vô phép hà hơi vào hình. Phép ông tề được vẽ vào vải vàng hoặc vải đỏ treo trong nhà để thờ, chấn tà, bảo hộ gia cang, chống khắc đạo. Nên vải màu đen là các phép được những tay kinh doanh lợi dụng mà in ấn lên áo thun để bán cho du khách. Sau đây là một số bùa Hanuman với tư thế tề ra trận. Đây là hình tướng dữ dằn nhất của bùa tề, thường là hóa thân tay, sáu tay tám tay và dữ tợn nhất là mười tay với các món binh khí khác nhau, có hình đạp mây, có hình cưỡi linh vật. Các hình tướng này đều gắn liền với thần tích trong sử thi ra may nã lúc tướng khỉ Hanuma giúp đỡ Rama chiến đấu với quỷ vương Ravana. Các vị pháp sư có thể cấp khăn cho học trò mang theo khi lâm trận, vẽ vào mặt trước của áo để hộ thân và chiến đấu, xăm vào lưng cùng với bài kinh Phật tổ, vẽ vào sắc để thờ, để chấn tà ma. Thần chú gọi ông tề ra trận, tích săn bách, buồn bách, man săn bách ê hế ê hí ná bà nắc thần chú xuất quyền tế trung thiên đờ ta bộ lâm nguồn minh thông the roi vò hình lễ hội di ali tổ chức của ấn độ giáo kỳ na giáo phật tử và người xích trên khắp thế giới trong di ali ban đầu là một lễ hội thu hoạch các loại đèn được thắp sáng để ăn mừng chiến thắng của thiện trước cái ác pháo hoa được đặt ra để xua đuổi các linh hồn quỷ dữ và cầu nguyện cho sự thịnh vượng được cung cấp cho Lakshmi, nữ thần của sự giàu có Thu thập ở đây là những hình ảnh của lễ hội năm nay, cử hành màu sắc thế giới của họ, cho lời cầu nguyện, và chúc nhau một Di Ali hạnh phúc. Ân giao trên toàn thế giới gần đây đã tổ chức Di Ali, một năm ngày lễ hội đèn đánh dấu năm mới và tôn vinh các nguyên tắc tốt trên sự giữ. Một nghi lễ Di Ali được tôn vinh Lakshmi, nữ thần Hindu của sự giàu có và thịnh vượng. Nhân dịp này cũng được tổ chức với pháo hoa, chia sẻ kẹo và quà tặng, và nhà trang trí với đèn và nến. Diwali là ngày lễ chính thức ở Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Mauritius, Guyana, Trinidad và Tobago, Suriname, Malaysia, Singapore, hình tượng khỉ trong nền điêu khắc Champa và khỉ thần Hanuman của sử thi Trong nghệ thuật Champa, hình tượng khỉ được gợi ý từ sử thi một thiên tình sử của Ấn Độ giáo thu hút mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều thế kỷ. Nội dung chính của Jana là ca ngợi đức hiếu hạnh và lòng can đảm của công chúa Sita cũng như lòng quả cảm, sức mạnh và tài năng của hoàng tử Rama. Đặc biệt trong sử thi này nổi bật hình tượng khỉ thần Hanuman là người đã bảo vệ mối tình đầy sóng gió của Sita và Rama. Sử thi Ramayana được truyền tụng khắp vùng Nam Á và Đông Nam Á. Nhiều học giả cho rằng hình tượng tôn ngộ không của Ngô Thừa Ân dựng lên trong bộ tế Thiên Đại Thánh chính là một sao chép của hình tượng Hanuman. Nhưng theo tinh thần và thẩm mỹ truyền thống Trung Hoa, khi thần Hanuman và công chúa Sita của sử thi Ramayana, theo truyền thuyết, sử thi Ramayana được viết bởi đạo sư Vamiki vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên. Trải qua nhiều thế hệ kế thừa và phát triển, Ramayana đã có rất nhiều biến thể. Cốt truyện sau đây là nội dung cơ bản của sử thi này. Công chúa Sita nổi tiếng với sắc đẹp thùy mị, đức tính thông minh, nhân hậu và can đảm. Nàng là con gái của nữ thần đất Humi và là con nuôi của đức vua nhân từ Janaka cai quản kinh thành Mithila. Khi Sita đến tuổi cập kê, đức vua Janaka tổ chức lễ cầu hôn cho nàng. Ngài tuyên bố vị hoàng tử nào nâng và kéo được cây cung thần Pinaka của thần Shiva sẽ cưới được công chúa Sita. Trong số các hoàng tử tham dự lễ cầu hôn, hoàng tử Rama của kinh thành Azo là người dụng mạnh nhất chàng chẳng những đã nâng được cây cung thần pinaka mà còn kéo gãy nó làm đôi trước sự kinh ngạc của đức vua janaka và quân thần vua janaka vui mừng vì đã chọn được người chồng xứng đáng với vẻ đẹp và đức hạnh của sita lễ cưới được tổ chức trọng thể tại kinh thành mithila giữa sita với rama và ba người em gái họ của sita với ba người em trai của rama nhưng niềm vui của đôi tân hôn chưa được bao lâu thì rama và sita cùng với người em trai trung thành là lamana bị lưu đày trong khi lưu đày Nhân lúc Rama đi vắng, Sita bị một con nai vàng mê hoặc chạy lạc vào rừng sâu. Con nai vàng này là hóa thân của quỷ vương Javana, mười đầu. Vì vậy, Sita đã bị Javana bắt cóc đem giam ở vườn Ashoka trên đảo Sri Lanka. Sau đó, Rama và Lamana được tướng khỉ Hanuman trợ lực đã đánh thắng Javana, cứu được Sita về lại kinh thành Azo nơi Rama được phong làm quốc vương và Sita được phong làm hoàng hậu nhưng dông tố lại nổi lên khi rama nghi ngờ sự trinh bạch của sita trong khi bị bắt cóc và giam cầm bởi javana tại đảo sri lanka để chứng minh sự trinh bạch của mình sita đã nhảy vào lửa ngọn lửa thiêng của thần lửa ani đã chứng minh sự trinh bạch và lòng trung thủy của sita khi chính thần ani hiện ra trao sita tận tay rama và ngài tuyên bố rằng công chúa sita bị javana bắt cóc chỉ là một sita ảo tướng lòng nghi ngờ đã tan biến nên từ đó đôi hứa chung sống tràn đầy hạnh phúc và cai quản vương quốc Azo ngày càng thịnh vượng. Trong Jana, hình tượng khỉ Hanuman nổi bật với đức tính thông minh, đàm lực và trung thành. Hanuman là con trai thần gió Vaju và mẹ là Anjana, một thiên nữ Apsara, cho nên Hanuman còn được gọi là Pavansuta, con trai của gió. Vì thế, mặc nhiên Hanuman sở hữu được tám phép thần thông, đó là một Anima, khả năng thu nhỏ kích thước của vạn vật. 2. Mahima, khả năng tăng kích cỡ vạn vật. 3. Elagima, khả năng biến vạn vật trở nên không trọng lượng. 4. Ziazima, khả năng tăng trọng lượng của vạn vật. 5. Birati, khả năng đi đến bất cứ nơi nào và có được bất cứ điều gì. 6. Pazaka, khả năng điều khiển ý chí mà vật khác không thể cưỡng lại. 7. viativa khả năng làm chủ vạn vật. 8. Tiva khả năng biến hình thành một vị thần với sức mạnh sáng tạo và hủy diệt. Với những khả năng phi thường đó, khi Hanuman đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của Rama đánh bại quỳ vương Javana, là người tham gia bảo vệ mối tình của Rama và Sita. Vì thế, hình tượng khỉ Hanuman đã nổi bật trong Ramayana cùng với Rama và Sita trở thành ba nhân vật chính của bộ sử thi này. Một trong những trường hấp dẫn nhất trong Ramayana là cảnh Hanuman chỉ huy đoàn quân khỉ xây một cây cầu bằng đá nối liền đại lục Ấn Độ với đảo Lanka, Sri Lanka để đánh bại Ravana, cứu được Sita về cho Rama, hình tượng khỉ trong nghệ thuật điêu khắc Champa. Trong nghệ thuật điêu khắc Champa, chủ đề lễ cưới công chúa Sita và hoàng tử Rama đã được thể hiện trên một đài thờ phát hiện tại Trà Kiệu hay kinh thành Sư Tử, Simhapura vào nửa sau thế kỷ thứ bảy, 657 đến 687. Bằng một thủ pháp tạo hình sinh động và tài hoa, các nghệ sĩ Champa đương thời đã thể hiện bốn cảnh của đài thờ này với sự miêu tả 61 nhân vật xuất hiện trong các phân cảnh của một đám cưới hoàng gia. Tất cả những nhân vật này đều được trang điểm bằng đồ trang sức và y phục lộng lẫy và sống động trong từng tư thế và cử điệu riêng biệt. Trong đó, nổi bật với cảnh Rama kéo gãy cây cung thần Pinika trước mặt Đức vua Janaka và cưới được Sita. Với vẻ đẹp hiếm có và nội dung độc đáo, Đài thờ Trà Kiệu đã được công nhận là bảo vật quốc gia đợt 1 vào năm 2012, hiện trưng bày tại Bảo tàng Điêu Khắc Trăm, Đà Nẵng. Tuy nhiên, hình tượng khỉ trong Jana chỉ được thể hiện sinh động tại nhóm Ba Tháp Khương Mỹ thuộc xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Qua các cuộc khai quật tại đây vào năm 2001 và 2007, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một hệ thống đế. Tháp bằng sa thạch chạm trổ các chủ đề thuộc Jana thiên về các cảnh con nai vàng quyến rũ Sita. Sita bị bắt cóc và bị lưu đày trên đảo Lanka. Đoàn quân khỉ của Hanuman tổ chức xây cầu đá bắc qua đảo Lanka để đánh bại Ravana, mười đầu và cứu được Sita. Riêng cảnh Sita chống đối Ravana tại vườn Asoka nằm trong quyển thứ năm tựa đề Sunja Kanja của Bộ Sử Thi, thể hiện tại nhóm Tháp Khương Mỹ, đã được các nhà lịch sử nghệ thuật chuyên nghiên cứu về Jamajana cho rằng đây là tác phẩm điêu khắc duy nhất thể hiện chủ đề này trong toàn bộ các nền nghệ thuật tạo hình ở Đông Nam Á cũng như Nam Á. Những bức chạm này đã chỉ ra mối quan hệ nghệ thuật sâu sắc giữa nghệ thuật Champa với nghệ thuật Java ở Indonesia và đặc biệt với nghệ thuật Chola ở Nam Ấn. Niên đại của các bức chạm Khương Mỹ được xác định vào khoảng thế kỷ 10 đến 12. Chúng được chế tác trong những lần trùng tu nhóm đền tháp này bởi các vương triều Champa. Hình tượng khỉ trên các phù điêu đế tháp của Khương Mỹ được diễn tả bằng một thủ pháp linh hoạt, hài hước, đầy kịch tính, sinh động và tinh nghịch trong các kiểu dáng đa dạng đó là các chú khỉ vác đá chịu nặng trên vai, sử dụng các loại nhạc khí như trống, sập xòa, kèn, động viên nhau trong công việc nặng nề và khẩn cấp để xây cho được cây cầu đá bắc ngang qua eo biển. Đặc biệt, tác giả của các bức chạm này đã nhấn mạnh đến tính hài hước của chủ đề khi tinh nghịch thể hiện hình tượng các chú khỉ bị rùa cắn vào dương vật trong lúc vượt biển xây cầu đến Lan Ca. Hình tượng khỉ Hanuman có trái tim nóng bỏng nhiệt tình, khát vọng chiến thắng cái ác, Phù hợp với ý chí và nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân đã song hành cùng với câu chuyện tình bi tráng của Sita và Rama thu hút hàng triệu trái tim qua bao thế hệ. Vì thế, những nhân vật trong Ramayana đã được các nghệ sĩ khắc họa sinh động trong từng chi tiết trên những đền đài lộng lẫy của Ấn Độ giáo được xây dựng qua nhiều thế kỷ từ Nam Á cho đến Đông Nam Á. Trong đó những bức phù điêu hoàn chỉnh của nhóm tháp khương mỹ đã góp một tiếng nói riêng vào nền điêu khắc hindu của châu á bằng việc chọn những chủ đề sáng tạo độc đáo và bằng một thủ pháp điêu khắc ấn tượng đã thể hiện hình tượng hanuman và đoàn quân khỉ sống động trong ngôn ngữ tạo hình đầy cá tính của nghệ thuật champa người viết trần kỳ phương thần khỉ hanuman trong tín ngưỡng ấn độ ngô bái thiên các đền thờ khắp nước ấn độ đều có hình ảnh hanuman vị thần khỉ nổi tiếng với vũ khí là quả truy gaza biểu tượng của lòng dũng cảm. Thần rất sùng bái người bạn của mình là Rama, vị vua anh hùng được kể trong sử thi Ramayana và cũng được Rama thương yêu nhất, nên có khi người ta vẽ Hanuman với hình Rama xăm trên ngực, xem hình một chiều. 38. Rama được coi là hóa thân của Vinu, là đấng bảo tồn trong quan niệm thượng đế ba ngôi, chi của ấn giáo. Trong cuộc chiến đấu giữa vua Rama anh hùng và quỷ ravana, thì Hanuman là người phụng sự vua đắc lực nhất, trung thành với vua nhất. Có lần, để bày tỏ cho vua Rama và hoàng hậu Sita biết tấm lòng trung kiên của mình, Hanuman đã tự lấy móng xé toang lồng ngực, phô bày cho Rama và Sita thấy hình ảnh hai vợ chồng trong trái tim của thần khỉ. Hanuman có hai tên khác là Hanumat và Ba Zazang Bali. Vì cha thần là thần gió Vaju và mẹ là nữ thần Azizana, nên thần khỉ còn được gọi là Pavansuta, con trai của gió. Nhưng do đâu thần khỉ có tên là Hanuman, khi còn nhỏ, nhìn thấy mặt trời mọc, ngỡ rằng đó là một quả chín, Hanuman nhảy thoát lên chụp lấy mặt trời và đút ngay vào mồm, sợ thế gian sẽ tận diệt trong bóng tối triền miên. Thần chiến tranh Indra phải đấm vào cầm Hanuman để Hanuman không nuốt được mặt trời. Cha Hanuman là thần gió Vaju liền đem Hanuman xuống hang để ẩn trú. Khi thần gió Vaju vắng mặt, thế gian không còn thở được. Chư thần bèn cầu thịnh Brahma, đấng sáng tạo trong thượng đế ba ngôi vào hang chữa thương cho Hanuman. Vết thương tuy lạnh nhưng cái hàm Hanuman vĩnh viễn sưng to, và Hanuman có nghĩa là người hàm to. Những kỳ tích phi thường cũng như những chiến thắng dũng cảm của thần Hanuman được tường thuật trong hai quyển Anipujana và Mahajata đã có bản dịch tiếng Việt. Đặc biệt trong bộ sử thi ra Mahajana thì Hanuman là nhân vật trung tâm của cả quyển thứ năm, cũng giống như nhân vật tôn ngộ không, tức tề thiên đại thánh trong Tây Du Ký. Thân khí Hanuman có thể biến hóa cho thân thể lớn bằng trái núi hoặc thu nhỏ lại như một con ruồi. Có lần bị yêu tinh nuốt vào bụng, Hanuman hóa phép trở thành khổng lồ và cuối cùng yêu tinh phải mừa thần ra. Một lần khác, trong lúc Hanuman bay đi tìm diệt chúa quỷ Javana thì bị em họ của Javana là nữ quỷ su sa ngậm gọn trong miệng. Hanuman biến hóa cho thân thể to lớn tới đâu thì nữ quỷ cũng hóa phép cho miệng căng rộng ra tới đó. Thình lình Hanuman thu hình nhỏ lại còn băng đầu ngón tay trong nháy mắt và bất kỳ xuất ý bay vút ra ngoài qua lỗ tay phải của nữ quỷ. Khả năng biến hóa tùy ý của thần khỉ là do Brahma ban cho Hanuman sau khi chữa thương. Ngoài ra các thần khác còn ban cho những quyền năng khác, kể cả tài hùng biện. Theo kinh sách miêu tả, Hanuman có cổ ngắn mà đầy đặn, mặt tròn và đỏ như hồng ngọc tỏa sáng, răng nanh trắng nhọn, bơm như hoa Ashoka, đuôi như lá cờ của thần Indra, thần chiến tranh, có thể vươn dài bất tận, thân hình to như núi và cao như tháp, nước da óng ánh như đúc bằng vàng ròng, thần gầm vang như sấm dậy có thể phóng lên trời bay vun vút như tên bắn giữa các cụm mây, hơi gió mãnh liệt làm cho mặt biển bên dưới dậy sóng, vân vân. Nếu Na trong chuyện phong thần có thể biến ra ba đầu sáu tay, thì Hanuman có thể biến ra năm cái đầu khác nhau và mười tay, mỗi tay cầm một món binh khí khác nhau, xem hình 2, trang 38. Suốt đời sống độc thân, Hanuman được coi là thần của thông minh, trí thức, quyền lực và sức mạnh, cho nên ngay khi mới 10 tuổi, Hanuman đã có thể bứng những ngọn núi chu vi 26 đến 30 km và ném đi như quẳng một hòn đá. Xem hình 3. Do đó thần khỉ còn có tên là Mahaveera, đại anh hùng, được các võ sĩ, các nhà đồ vật hết lòng thờ phượng. Thần thoại Ấn Độ qua mấy ngàn năm không ngừng truyền tụng các kỳ tích của Hanuman, để rồi Hanuman sớm trở thành một hình ảnh quen thuộc, phổ biến của mỹ thuật Ấn giáo. Tất cả những điều ấy đã hàng bao thế kỷ củng cố đức tin của người Ấn Độ rằng sung kính thờ phụng Hanuman thì chắc chắn sẽ được Hanuman phù hộ khỏi tá ma quỷ phá. Ngày thứ ba hàng tuần là ngày vía của Hanuman, và hàng triệu tín đồ Ấn giáo đều dâng lễ cầu nguyện thần khí phù hộ cho họ được khỏe mạnh, sung túc, vượt trên khía cạnh tín ngưỡng, chuyện thần khí Hanuman còn là ngụ ngôn đầy màu sắc triết lý nhân sinh của Ấn giáo. Thực vậy, Hanuman chính là biểu tượng của con người đạo đức chân chính là kiểu mẫu của tình bạn trung thủy. Khi Hanuman tận tụy hy sinh giúp Vrama, một hóa thân của Thượng đế để đánh bại chúa quỷ Ravana, thì toàn bộ câu chuyện này nhằm truyền tải bức thông điệp nhân bản rằng, muốn phụng sự Thượng đế đúng nghĩa thì phải luôn luôn biết đứng về cái thiện, chống lại cái ác và quên mình phụng sự cho hạnh phúc con người. Hình tượng vua quỷ Ravana và vua khỉ Hanuman từ nhân vật sử thi đến văn hóa đại chúng Thái Lan, Ramayana là một trong hai bộ sử thi nổi tiếng lâu đời là tuyệt tác văn chương của nền văn hóa Ấn Độ. Bộ sử thi này có sự ảnh hưởng sâu đậm và rộng khắp các quốc gia Đông Nam Á. Ramayana là tác phẩm thuộc văn hóa tinh hoa đã dần trở thành văn hóa đại chúng không chỉ tại Ấn Độ mà còn ở các nước tiếp nhận nó. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến hai nhân vật quan trọng trong Ramayana là Ravana và Hanuman, vốn xuất thân từ tác phẩm kinh điển, nay đã trở thành hình tượng văn hóa đại chúng ở Thái Lan. Thái Lan, đất nước của nụ cười, những con người mến khách và thân thiện của một vùng văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa Đông Nam Á, có thể nhận ra điểm nổi bật trong đời sống văn hóa tôn giáo của người Thái là tính dung hợp. Người Thái đã hòa trộn những yếu tố của tín ngưỡng vật linh với đạo Bà La Môn vào trong đạo Phật. Ở Thái Lan, văn hóa Ấn Độ được tiếp nhận muộn và không phải bằng con đường trực tiếp mà thông qua quốc gia trung gian là Campuchia và Indonesia. Sử thi Ramayana qua Thái Lan trở thành Ramakian, thế kỷ 13. Tuy vậy, theo tác giả Đỗ Thu Hà, ở Thái Lan đã có sự xuất hiện của Ramayana bằng hình thức những bức phù điêu vào khoảng thế kỷ 9 đến 10, thuật ngữ văn hóa đại chúng. Về cơ bản, chúng ta có bốn định nghĩa ứng với bốn đặc trưng của văn hóa đại chúng, từ nghĩa từ nguyên của Popula theo Raymond Williams như sau, văn hóa đại chúng bao gồm những hiện tượng, sản phẩm dịch vụ văn hóa được nhiều người ưa thích văn hóa đại chúng bao gồm những sản phẩm dịch vụ văn hóa mà những nhóm xã hội nhất là những nhóm thiểu số bên lề tự tạo nên để đáp ứng cho những nhu cầu đặc thù của riêng họ vốn không được văn hóa thống lĩnh thừa nhận và quan tâm văn hóa đại chúng là hình thức văn hóa thấp hơn của đa số quần chúng phân biệt với văn hóa cao hơn của một thiểu số tinh hoa văn hóa đại chúng bao gồm những sản phẩm dịch vụ văn hóa người ta chú ý tạo ra thường gắn với công nghiệp văn hóa sản xuất hàng loạt nhằm thỏa mãn thị hiếu của số đông đại trà nếu phân loại văn hóa nghệ thuật chúng tôi tạm chia thành ba dạng văn hóa dân gian văn hóa đại chúng và văn hóa tinh hoa tuy vậy trên thực tế ba dạng văn hóa trên không có ranh giới chúng giao thoa và chuyển hóa lẫn nhau luôn nằm ngang đồng đẳng không có cao thấp là ba hình thức văn hóa khác nhau của một nền văn hóa văn hóa dân gian đề cập nền văn hóa hình thành phát triển được chuyển giao trực tiếp từ thế hệ này đến thế hệ khác giữa những người bình dân quen thuộc với nhau văn hóa dân gian hình thành phát triển dù không có sự dẫn dắt bởi lợi nhuận tài chính mà xuất hiện từ những nhu cầu không được thỏa mãn bởi nền văn hóa thông lĩnh văn hóa dân gian không chỉ thuộc về truyền thống nông thôn nông dân nông nghiệp ngay trong xã hội hiện đại vẫn có văn hóa dân gian văn hóa tinh hoa muốn thưởng thức phải được đào tạo có những nghệ thuật gia đam mê theo đuổi không nên chỉ hiểu văn hóa tinh hoa là văn hóa đỉnh cao cao cấp hơn những dạng văn hóa khác Văn hóa đại chúng nỗ lực xóa nhòa ranh giới giữa văn hóa dân gian và văn hóa Ramakian là phiên bản Thái Lan của bộ sử thi Jamajana Ấn Độ hay còn được gọi là Jamakiti. Theo truyền thuyết ở Ấn Độ, người soạn lại Jamajana thành thơ sớm nhất là Vamiki, gồm 24.000 câu thơ đôi, lao Từ đó, nghệ nhân hát dòng đem chuyện thơ của Vamiki đi kể khắp xóm làng, phố phường Ấn Độ. Theo con đường dân gian ấy, Jana đã trở nên nổi tiếng không chỉ tại Ấn Độ mà còn ở các nước Đông Nam Á. Tuy vậy, phiên bản Ramakian, Ramakiti Thái có nguồn gốc từ các phiên bản Jana vùng Nam Ấn chứ không phải dựa theo bản tiếng Sanskrit của Vamiki. Ramakian, Ramakiti còn chứa đựng các giá trị tín ngưỡng bản địa Thái. Vua Rama một của triều đại Chaji, 1782 đến 1809 là người đầu tiên đưa Ramakiti tích hợp trong nền nghệ thuật Thái trong Ramakian nhân vật Javana đổi tên thành Thotsakan hoặc Tosakan còn nhân vật Hanuman thì không đổi tên. Ramakian Thái Lan cho chúng ta biết Thotsakan là một vua quỷ sứ Lanka người đã yêu Sita, Sita vợ của Brahma. Thotsakan bắt cóc Sita dẫn đến một cuộc chiến lớn giữa quỷ và người. Thotsakan có 10 cái đầu, 20 cánh tay và sở hữu vô số vũ khí. Thotsakan có niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự bất khả chiến bại của mình. Còn Brahma được tôn kính như một hóa thần của Pranajai, thần Vinu, thần bảo tồn trong tín ngưỡng Bà La Môn và Brahma là con trai của vua to sa cai trị xứ Azo. Nhân vật Hanuman là thần khỉ thần thoại vào thời Rama, bất khả chiến bại và có sức mạnh lớn hơn nhiều so với con người, có nhiều năng lực phi phàm bao gồm cả khả năng bay. Trong văn hóa Thái Lan, Hanuman dẫn đầu một đội quân khỉ để tiêu diệt những điều xấu xa, tội lỗi. Ở đây, chúng tôi chia làm ba tuyến nhân vật chính trong chuyện ra ma an tuyến bên hoàng tử người tuyến nhân vật yêu quỷ còn gọi là trần tuyến bên khỉ tuyến bên hoàng tử prarama đại diện tiêu biểu cho cái thiện tinh thần anh hùng tài ba và lòng đức độ những nhân vật trong tuyến gồm hoàng tử công chúa hiện diện cho cái đẹp cái thiện tồn tại trong xã hội như lý tưởng mà con người mong muốn tuyến bên trần thóp sa can đại diện tiêu biểu cho cái ác cái xấu xa tồn tại trong thiên nhiên và xã hội đó là những nhân vật yêu quỷ có nhiều pháp thuật, hung tượng, thường gây ra những nghịch cảnh cho người khác. Chiến tranh giữa tuyến hoàng tử và tuyến chăn thương tượng trưng cho những cuộc xung đột, đối đầu giữa cái thiện và cái ác, giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Mấu chốt vấn đề chuyện ramakian vẫn thể hiện ý chí và niềm tin tưởng của người dân vào sự tất thắng của lẽ phải du rằng trong cuộc sống cái thiện và cái ác luôn đan xen tồn tại. Tuyến bên khỉ, Hanuman đại diện tiêu biểu cho lòng quả cảm và trung thành, sự thông minh và mưu lược nhân vật khỉ vừa mang trong mình sự chính nghĩa nhưng cũng lắm mưu mô sẵn sàng dùng thủ đoạn nếu cần thiết tuyến khỉ là lực lượng trọng yếu là cánh tay phải đắc lực trong cuộc chiến giữa hoàng tử và tràn với tinh thần tôn giáo ấn độ mang bản chất thống nhất giữa các mặt đối lập phải chăng tuyến nhân vật khỉ chính là cấu nối thể hiện điều này muốn chiến thắng kẻ ác đôi khi cũng cần phải ác ác để mà lành để mà thiện chuyện gia makian đã thể hiện rõ cuộc đấu tranh giữa thiện và ác cái thiện và ác thể hiện qua hình ảnh Brahma và Thoth Sakan. Chuyện còn cho thấy tinh thần triết lý Hama, bổn phận trong hành động của Brahma, một hoàng tử rời bỏ cung điện, vào rừng sống kham khổ mà vẫn chọn khí tiết, phẩm chất của một dũng sĩ. Vấn đề về danh dự và tình yêu còn xuất hiện trong phần cuối tác phẩm khi Brahma nghi ngờ lòng trung thủy của vợ là nàng Sita. Điều này khiến nàng Sita cảm thấy bị xúc phạm. Để giữ gìn danh dự, nàng đã nhờ ngọn lửa, thần lửa Ani chứng minh. Sau đó nàng một lần nữa từ chối quay về hoàng cung và nhờ đến đất mẹ chờ che. Cho đến khi Brahma đã vượt qua tất cả mọi thử thách, nàng mới trở lại cùng Brahma trị vi thành Azo. Nhân vật Thot Sakan và Hanuman có ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong nghệ thuật Thái Lan, sân khấu kịch múa truyền thống. Con chỉ trình diễn tác phẩm Sử Thi và trích đoạn cuộc chiến tranh giữa Rama và vua quỷ mới đầu Thot Sakan, kẻ đã bắt cóc vợ mình luôn là phần trình diễn bất hủ trong cuộc chiến này. Hanuman là cánh tay phải đắc lực của Brahma. Do vậy, các phần đoạn về nhân vật Hanuman cũng vô cùng ấn tượng và lôi cuốn khán giả. Sân khấu khon được xem là di sản văn hóa của người dân Thái. Trong đó, nghệ thuật múa và mặt nạ là hai yếu tố trọng yếu nhất. Hình tượng Javana và Hanuman trong văn hóa đại chúng Thái Lan. Trong chiến lược phát triển du lịch và quảng bá văn hóa nghệ thuật của đất nước, Thái Lan đã rất thành công khi chọn sân khấu kịch múa truyền thống khon. Trong sân khấu khon, mặt nạ con là một phần vô cùng quan trọng. Các nhân vật trong sử thi gia an với các tuyến chăn và khỉ đều đa dạng với kiểu dáng, màu sắc, họa tiết khác nhau. Các nghệ nhận trong quá trình chế tác mặt nạ con đều có những kiêng kỵ và cúng tổ rất trang trọng. Điểm đáng lưu ý là sự chuyển đổi không gian xuất hiện của mặt nạ con. Các mặt nạ nhân vật đều bước ra từ sân khấu tinh hoa truyền thống để trở thành các sản phẩm du lịch, được chế tác rất tỉ mỉ, tinh tế với nhiều chất liệu khác nhau, từ giấy bồi đến gỗ kích thước cũng đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Có thể nói, các nhân vật sử thi bằng cách này không chỉ trở nên gần gũi với người dân Thái mà còn tạo ấn tượng với du khách nước ngoài. Đó cũng là cách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật Thái Lan. Ở Thái Lan, đặc biệt là Odra Kae, chùa Phật Ngọc nằm trong cung điện Hoàng gia ở Bangkok cũng có các hình ảnh rút ra từ sử thi Jama Kien. Tại hai bên cổng, ở các lối vào tham quan, đều có hai hình tượng hộ pháp khổng lồ đó chính là các nhân vật yêu quỷ, chẳng. Các nhân vật này tại chùa Phật Ngọc Thái được tạo hình tinh xảo với màu sắc tươi sáng, nhưng vẫn biểu lộ được sự dữ tợn, uy nghi của một vị Hamapala, dạng hộ pháp, người giữ cửa. Theo thống kê của chúng tôi qua đợt khảo sát thực địa, có tất cả 12 vị, trong đó có nhân vật Thoát Sa Văn hóa Thái đã dung hòa tất cả những yếu tố văn hóa bản địa vào Phật giáo, đồng thời dung hợp các yếu tố của đạo Bà La Môn, biến các vị thần Bà La Môn thành các vị hộ pháp, Vajapala và, và các thần hộ trì phương hướng, Jipalaka trong thần điện Phật giáo, chính sự dung hòa và kết hợp đó đã đóng một vai trò quan trọng, giúp Phật giáo vẫn tồn tại đến ngày nay với cương vị quốc giáo ở Thái Lan. Hơn nữa, các nhân vật trong con trở nên phổ biến và thân thuộc khi được bày bán rất phong phú tại các cửa hiệu và siêu thị, cửa hàng bán đồ lưu niệm, dưới dạng các sản phẩm in hình vô cùng đa chủng loại như áo phông, đồng hồ, tem, tranh, mặt nạ dưỡng da, dầu gió, móc khóa đều có hình ảnh nhân vật Thoth Sakan và Hanuman. Điều này đã làm cho nghệ thuật Thái Lan nổi tiếng khắp nơi. Bằng cách này, các nghệ nhân Thái Lan sẽ tìm thấy đầu ra cho các sản phẩm, từ đó duy trì và bảo tồn nghề truyền thống của họ. Tại sân bay Su và Nabumi cũng có bức tượng vàng đồ sộ được viền hoa văn màu đỏ và xanh lá cây. Chú thích bên dưới bức tượng là To Sakan, tên gọi khác của Thoth Sakan. Việc đặt các tượng hộ pháp lớn ở đây mang ý nghĩa là bạn sẽ có một hành trình bay an toàn. Đặc biệt, Hanuman trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong nghệ thuật xăm hình thái, sắc gian. Có nhiều biến thể khác nhau của sắc gian với Hanuman. Hình tượng Hanuman đã và đang được sử dụng để mang lại cảm giác được bảo vệ khỏi nguy hiểm. Một hình xăm Hanuman trên cơ thể sẽ tăng sự tự tin và tăng lòng quyết tâm khi làm một việc gì đó. Nhìn chung, ngành du lịch Thái Lan có thể quảng bá, giới thiệu những hình ảnh như Thotsakan Sakan và Hanuman thông qua các sản phẩm thủ công, qua những chuyến đi thực địa ở Thái Lan chúng tôi thấy rằng có nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhỏ và thuận tiện để làm quà lưu niệm cho khách du lịch như mặt nạ của Thoth Hanuman bằng bạc giấy. Chúng tôi cho rằng đây là một cách rất hiệu quả để giới thiệu văn hóa dân tộc. Khách du lịch có thể không biết đó là một nhân vật tốt hay xấu, thần hay người, nhưng sẽ bị mê hoặc bởi sự phổ biến đại chúng, từ đó sẽ dần ưa thích và bắt đầu quan tâm đến văn hóa sở tại. Kết luận: Javana và Hanuman đều là những nhân vật trong bộ sử thi Ramayana. Người Thái tuy chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ nhưng đã địa phương hóa với tín ngưỡng bản địa các nhân vật này. Trong sân khấu Khon, Javana và Hanuman được xem là những nhân vật mang lại sự lôi cuốn huyền bí đến lạ lùng trong những buổi trình diễn. Hình tượng yêu quỷ, chẳng có một vị trí nổi bật vì ngoài tác dụng giải trí còn mang ý nghĩa tâm linh, chẳng hạn để cầu mưa, xua đuổi dịch bệnh, tà ma và những điều không tốt trong đời sống để được sự yên bình sân khấu khon vì thế cũng vượt lên trên tầng nghĩa không chỉ là sân khấu trình diễn mà còn là sân khấu nghi lễ trong tạo hình Vana và hanuman là những mô típ khơi nguồn sáng tạo bất tận đối với nghệ nhân thái nói riêng và khắp đông nam á nói chung hình tượng chăn trở thành vị hộ pháp ngăn chặn tà ma xâm nhập vào chùa chủ yếu với các tư thế đứng hoặc ngồi oai nghi trong khuôn viên qua đó đề cao tinh thần khoan dung của phật giáo có thể nói Javana và Hanuman là những nhân vật tôn giáo nhằm thể hiện niềm tin về quy luật nhân quả, thiện và ác. Những nhân vật này cho thấy sức sống đáng kinh ngạc khi đi từ truyền thuyết sử thi đến văn hóa đại chúng. Hai hình tượng này trở nên phổ biến trong văn hóa du lịch, đặc biệt xuất hiện trên các sản phẩm du lịch như áo thun, tem thư, bầu scat, móc khóa, hàng thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra, hình tượng Hanuman còn trở thành mô tích chính trong nghệ thuật xăm hình của người Thái. Điều đó cho thấy sự chuyển đổi của niềm tin ở vùng đất tôn giáo và huyền bí Đông Nam Á. Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Anh. Nguồn: Tạp chí Văn học Nghệ thuật số 435, tháng 8 năm 2020.